vẫn thường gọi là ông chở đò ngang. Suốt ngày ngày lão chỉ xa xóm xa làng ấy, cứ đi đình đình trên sông suối suốt. Chỉ đấy, biết có nhớ nhà không ông ơi? Nhớ lắm nhưng mà vẫn còn phải bạn chở đò đã. Đấy, đi suốt thế thì chả nhớ nhà à. Đấy, suốt ngày lão chỉ bận bạn bè với dòng sông bến nước. À, bến nước. Ờ, thế mà đò của lão trông thế này thôi như một khối kẻ ước lại người ao đấy. Ôi giời ơi, ai thành ước ao. Ờ, tức các cụ à, các vét. Các cụ vong đủ số quy tiên dù già hay trẻ. Đúng rồi. Hay cái trai là lão đều chở tuốt. À, bắt tuốt tuần tuột. Ờ. Thế ra đây rồi, à, ngoài con cháu của cụ đâu thì bỏ đông lắm, con cháu cụ đông lắm đâu hết cả rồi, ra đây. Chiều đây. Làm lễ thì phải quỳ lên để cùng với lái làm lễ ông thần bến, thì là lễ nghi được thần bến đã nhận chưa, để còn rước cụ xuống trước mộ. Đúng rồi, ngồi trên cao là cụ vẫn nhìn thấy cả. Xem là đủ lễ bái thì chưa ông ơi? Đủ lễ bái rồi, là cứ ai cho cụ nhiều thì cụ hộ độ trì cho nhiều. Đúng rồi. Chẳng đi đâu mà thiệt cả. Nếu mà chưa đủ thì bảo rể nhương. Thế còn nếu mà chưa đủ nữa thì bảo cháu nội tuân. Thì lão cứ làm lễ cái chân đã nhận chưa, nếu không thì thiếu đâu thì bảo con cháu về đệm sau vậy. Đúng rồi. Con là Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Sao đấy hả ông ơi? Không biết là lễ nghi thiếu cái gì không cúng được các đạo quan. Thế à? Cứ là để ý mà làm lễ nhá. Đúng rồi. Chứ một mình em không vái nổi đâu. Cẩn thận hôm nay dâu cả lại vái vào ông, là mai ông không có nối về đâu. Đúng rồi, mà tránh em ra nhá. Cứ bổ vào lưng em thì chết. Mai em còn về chứ. Thôi được rồi, hôm nay con cháu thì người trần mất thịt ăn chưa sạch, còn vạch chưa thông, còn tối như đêm, còn dày như đất. Thế thiếu thì cụ cho làm đủ, cũ thì cụ cho làm mới. Để lái tôi kêu cho thấu cho nổi, để làm lễ ông thần bến, để mời cụ xuống đò nào. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Con này Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lạy chín phương trời, lạy bảy phương đất, bảy phương chi Phật, chi Phật bảy phương kim liên kim thủy tuế thứ, là giáp thìn liên hạ thiên tứ nguyệt, là trung tuần, là thập lục nhật, Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Phú Bình huyện Tân Khánh xã. Đồng chầu à? Đồng tiến. Hay đồng tiến y và đặc tiền thì có đấy. Đấy, vẫn vướng mắc cái gì. Thế là đồng tiến y vu gia sứ này có cụ cụ Lê cụ Đỗ Văn Khang vẫn mắc chắc dâu cả chưa thả. Cụ Đỗ Tuấn Khang cụ hưởng thọ là 93 tuổi vẫn mắc gì ông ạ? Không thể mắc cái gì khó lẽ thế. Thế cụ Nguyễn Tuấn Khang là hưởng thọ 93 tuổi nay cụ đã vĩnh biệt. Quay thọ ra đi không còn nữa, nay lòng thành anh em con cháu trai gái rể dâu qua nhất mật tòng lòng đạo, để nhờ đến ông chảo công để làm lễ ông thần bến, để mong cụ ở cây cả bóng cao bờ ao trước nước cụ ấy bước mặn thuyền để chân lái tôi chiều chở, rồi còn đưa cụ về bên kia bồng lai thiên cảnh nào. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, tiền mà xuất thì Phật phải biết ông ạ. Đấy, cảm ơn. Chữ của ông của cụ cứ để chạy cho nó nhìn không đuổi bắt gì. Không đuổi hình bắt chữ được hả ông? Không đuổi được, thôi được rồi, đi đi. Lão khai quang đò đã rồi, cần sạch sẽ xong mới đưa cụ xuống được. Đúng rồi. Bạn nhé.
tôi cho chắc kẹo lạ băng ơi. Mãi cho cụ về Tây nghe cái nhà Phật tứ phụ tâm đầu. À, cái quảng, cái quảng đỏ này bằng vây nhắn đồng hồ đấy chuyện đó trên cô thuyền không chuông bước bóng má hồ ngồi đằng trước ngay tôi chèo sau con cháu vào nhau mang tiền ra ngay để nhà. Dòng nhà là thật diệu hòa quang minh là chiếu đỏ chung ngã tình dòng ngoài kim quang cho cụ đồ sạch sẽ rồi thì con cháu rước ảnh cụ xuống đây đi. Ai nên bê ảnh của cụ xuống đòa đi. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Ông nái đòa ơi. Mô Phật. Sông Hải Hà có thuyền Bát Nhã. A Di Đà Phật. Nước trong xanh nước biếc. Mô Phật. Khoan khoan ông nái đò ơi. Mô Phật. Ghé thuyền vào bên cho cha tôi sang nhờ. A Di Đà Phật. Cha tôi đứng đợi trên bờ. Mô Phật. Tôi mong ông nái đánh đò cho tôi sang. Gió thu như tấm lòng vàng. A Di Đà Phật. Sông về Tây chúc một dòng chảy xuôi. Mô Phật. Tay ông sắm sắm cầm đôi A Di Đà Phật. Con sông nước chảy trong veo có thuyền Bát Nhã có sông Hải Hà. Mô Phật. Cắm sào ông đẩy thuyền ra. A Di Đà Phật. Ông đưa cha tôi về đến tận tòa Tây Phương. Mô Phật. Tiền đây của con gái mới con dâu để thưởng ông mua dây để kéo thuyền cho cha tôi sang đò. A Di Đà Phật. Nào là trai gái giờ dâu. Mô Phật. Ra đây cha dặn mấy câu cha về. A Di Đà Phật. Cha về cực lạc Tây Thiên. A Di Đà Phật. Nhà trên nhà dưới cha liền trao cho. Mô Phật. Cha phải no. A Di Đà Phật. Phận con là gái phải no nhà người. A Di Đà Phật. Giàu có thì ở ông trời. A Di Đà Phật. Cha làm thì được cha đi thế này. Mô Phật. Cha đi chỉ có tay không. A Di Đà Phật. Mình cùng số phận đau lòng các con. A Di Đà Phật. Các con A Di Đà Phật. Thiếu thì anh trưởng phải no. A Di Đà Phật. Anh em trên dưới phải bàn cùng nhau. A Di Đà Phật. Mô Phật. Đây là việc của con gái với con dâu để thể thưởng ông mua giày để sạch kéo để tiền cho cha tôi sang đò. A Di Đà Phật. Đúng là các cụ ra tay lời cho con gái với con dâu. Thế cụ bảo thiếu đâu thì cứ để bác trưởng mai bác lo tất. Đúng rồi. Thế có được không các bác? Ừ, ai này làm thế? Anh em con cháu đông thì mỗi người một chân một tay như này để bác ấy lo cả. Đúng rồi. Thôi được rồi, thế cảm ơn các cụ nha. Rồi anh em con cháu nội ngoại gần xa, nội thân bên cha, ngoại thân bên mẹ về đây thì chuẩn bị ra đây để đi chở đò đưa cụ đi vãng cảnh, thì mời bà con gái và con dâu lên đây này. Hai bà, hai chị em thay nhau mỗi người một bên. Lên đây. Đâu rồi? Hai người, hai chị em đây ngồi. Ngồi chạy. Ngồi trên này. Ngồi trên này. Ôi.
ngồi dịch sát vào đây, sát vào đây. Đấy, một tay giữ vào ảnh. Tay giữ ảnh đây này. Ôi chú, cầm tiền thế thì làm thế nào được. Xả tất vào đỏ đi. Để lấy tay mà còn làm. Một tay bá xuống cầm xuống mâm này nhá. Đấy. Thế còn một tay giữ ảnh, không sao núp quay đi quay lại là cụ say chóng, cụ lộ xuống sông là mò ốp. Cụ mắng cho này bỏ em biết không bảo. Đây, bên này thế nhá. Cầm xuống dưới mâm này. Chứ bẫy vào cái mũi đòn này thì núp kỳ tan. Cầm dưới mâm ấy, xoay đi xoay lại sao nào, xoay... Đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi, xoay đi xoay lại, xoay trao đảo vào nhá. Xoay dẻo vào. Thế nhớ là thỉnh thoảng buông tay ra cho... buông tay ra cho chục mấy chục. Chứ không, cứ bảo đi chùa này không có tiền thì đâm ra để bảo em nói điêu với cụ. Nào, thế còn tất cả đứng dậy nào. Nào. Thế con cháu nội ngoại gần xa về đây để chờ đồ cho cụ thì đứng dậy để đi cùng ông lái nào. Anh mà kể từ sông mai mà dài dạo qua sông hải lấy lão vượt sáng tây theo đó đùng đình này não đổ cho là vọng hồn bây giờ lão phải cầm sao cầm mà sao cầm sao mà đầy chiếc lão đầy chiếc mà đò ra ơi hồn ngã
chưa chưa vào côn trùng không cả đền kiếp ba bạc
cha lại lên cả chùa đồng.
tóc đào về tôi, mà cha về tôi tất khánh tôi ta cháu con đưa cha về, đưa cha về tất khánh bao tháng ngày qua bên cháu con nay tròn đời đến hôm nay thì đã tròn đời. Ôi số quan ứng hòa số quan thập chùa rồi cụ công ơi, ơi hỏi xô quan lấy cụ hòa về cụ về, ai hỏi xô quan lấy cụ về thiên la cảnh, ơi hỏi xô để lại tôi xin cảm ơn sao con cháu bỏ hết rồi ông ơi, đấy còn đâu rồi. Nay đòa tôi, đòa tôi trèo chợ đến bên đã là xong, ôi sứ giả bên đông sang mà nhận mây. Thuyền của tôi bằng giấy bán chẳng ai mua, đi bán cho người văn tự mua rồi cho có kỳ kèo không ai được trả lại, hay đánh đòa đi mà hoa hoa. Nay bạn đồng hành ngũ lao bát tiên để vong về quay tình, nãy tôi xin ra về. Ôi, mời con cháu ra bì ảnh để giữ cụ lên linh sàng à. À, đi theo lái để vào trong nhà để dẫn cụ lên linh sàng à. Lấy cha về tiên ma cạnh đây là chờ đoàn đã khép lại tại đây. Anh em trong đoàn nhạc hiếu cũng xin được cảm ơn toàn thể các cụ công các bà cũng như thầy quan khách được gọi gần xa.